Chơi bài khi có kiến thức người ta gọi là đầu tư. Còn chơi bài mà chơi đại, chơi không có chiến thuật người ta gọi là cờ bạc. Muốn thắng thì phải khống chế lòng tham, biết dừng lại chứ tham là. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Hello, xin chào anh em nha và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì ngày hôm nay mình đang ở sảnh game bài đổi thưởng, nó tên là Kawin, một trong các game bài chơi game bài đổi thưởng game bài online cực kỳ uy tín mà hot nhất trong 2023 này luôn. Đấy thì những bạn nào mà muốn tải game này về thì đường link game mình có ở phần mô tả. Và sau khi mà tải game về xong ấy, anh em có thể truy cập vào những cái mục như sau để nhận được rất nhiều cái phần quà nó vô cùng là giá trị và hấp dẫn luôn này. Đầu tiên mục sự kiện thì nó sự kiện như báo danh hàng ngày, anh em sẽ nhận được xu. Xu chia sẻ thì chia sẻ mỗi ngày Facebook sẽ nhận 3.000 đồng và có gift code thì dám ở đây sẽ nhận phần quà tương tự gift code. Cây tiền thì có thể vào đây để anh em nhận gì vào chặt mỗi ngày này, biết đâu nổ hũ thì ngon anh em ơi. Thông báo anh em có thể vào click vào để xem chi tiết hơn. Thư thì họ sẽ gửi thư về đây cũng như là lịch sử rút tiền nha. Ở VIP Club thì anh em cố gắng lên VIP càng cao, số tiền thưởng mà anh em nhận được càng lớn luôn này. Còn những bạn nào mà muốn đầu tư nạp tiền ấy, thẻ vào đây để nạp này, nạp siêu tốc, thẻ cao, MoPay, ZaloPay, Viettelpay, Quỹ đạo Minh Kinh và Aminkinh. Đó rất nhiều cổng nạp cho anh em để anh em có thể lựa chọn luôn nha. Và ngày hôm nay số vốn đang có khoảng 13 mê này, thì mình nhờ sẽ vào đây mình chơi cái trò là bắn cá này đi. Đó. Ok. Rồi mình sẽ dí vào con cóc này đầu tiên thôi nào. Nói chung là cái cách chơi mà mình thấy nó ok và nó ổn định nhất ấy vẫn là ăn non thôi. Thế cho nên là anh em cố gắng làm sao mà cứ nên ăn non số vốn gì đó nó là cái thì anh em hãy biết điểm dừng mà anh em dừng lại cho mình nha, đúng nào. Ok, vẫn chưa nổ một cái gì anh em ạ, khá là căng. Ok, 120k. Ồ, không phải mình ăn anh em ạ. Và ở hiện tại mình thấy cũng có rất nhiều cái trò chơi game bài đổi thưởng game bài online luôn. Đấy thì anh em cũng cần lưu ý và chọn game nào nó uy tín nó xanh chín mà chơi nha. Chứ đừng có gọi là lên mạng rồi là tìm bừa mã game ấy, sau đó anh em tải ngay qua game lừa đảo về thì mệt lắm anh em ơi. Đó nên là hãy lưu ý và chú ý một điều như vậy cho mình. Thì game ấy thì nó cũng phát hành ra với cái mục đích là nó kiếm người chơi mà, và nó tạo lợi nhuận từ tất cả anh em. Thế cho nên là hãy lựa chọn cách chơi làm sao để cho nó phù hợp nhất có thể anh em ha. Ok, đàn gà sắp đến đây này. Ok, nó con cá vàng kia anh em ơi. Năm mươi ca tiếp theo này. Nói chung là muốn kiếm tiền với anh được ấy thì anh em cũng nên đi dần dần từ từ từng bước một thôi, đúng không? Bốn mươi lăm ca này. Nói chung là mình cũng bán thêm lúc nữa, sau đó mình cũng biết điểm dừng mình nghỉ thôi nha. Đấy thì anh em chơi thì anh em cũng nên chọn thời điểm mà dừng lại và nghỉ cho nó hợp lý, đúng không? Chứ đừng để lúc gọi là trắng tay mất hết ấy thì anh em mới tiếc nuối nó cũng khá là muộn màng luôn, đúng không? Ok, 80k này. Ui giời ơi, con cá sấu nổ nhưng mà mình không ăn anh em ạ. Căng cái nhà vẫn chưa thấy nổ một cái gì anh em ơi.
Căng quá thế thôi, mình cũng biết điểm dừng, mình nghỉ tại đây thôi. Bye bye anh em nha, và hẹn gặp anh em trong video clip tiếp theo. Bye bye.